trời đổ mưa to, các anh chị ở huyện đoàn, hội đồng đội huyện Bù Gia Mập, các anh chị đoàn viên chi đoàn công ty cổ phần Victronic Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã rất lo lắng, sợ là chương trình cùng em đến trường do các anh chị tổ chức sẽ không thể đủ đầy học sinh đến như kế hoạch. Thế nhưng, trời mưa mặc kệ trời mưa các bạn ạ. Trời mưa vẫn không ngăn được niềm vui, sự háo hức của các bạn thiếu nhi ở xã Phước Minh. Các bạn đội mưa để đi đến điểm trường Bình Giai, trường tiểu học Lê Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập và kiên nhẫn chờ đợi mưa dứt để được tham gia cùng chương trình. Mưa thì tham gia hoạt động trong nhà trước. Và thế là dàn hàng quần áo đã thu hút rất đông người tham gia. Ai cũng cố gắng lựa chọn cho bản thân và các thành viên trong gia đình những chiếc áo, quần phù hợp và cho dù đó chỉ là những bộ quần áo cũ. Nói là quần áo cũ thế thôi, chứ tất cả quần áo được trao tặng lần này đều được các anh chị đoàn viên chi đoàn công ty cổ phần Victronic Tân Bình lựa chọn và giặt giũ sạch sẽ, thơm tho. Với thiếu nhi chúng mình, gấu bông chắc chắn là món quà rất được yêu thích. Vì thế, như các bạn thấy nè, các bạn nhỏ Phước Minh đã rất sung sướng khi chọn được cho mình một bạn gấu bông, búp bê dễ thương. Do các bạn thiếu nhi tham gia nhiều hơn số lượng gấu bông, búp bê, nên không phải bạn nào cũng có được món đồ chơi yêu thích đâu nhé. Vì vậy, các bạn ấy đã rất nâng niu món đồ chơi mới của mình. Công việc này ai chọn cho em? Em chọn. Em chọn hả? Em có thích công việc này không? Dạ có. Hồi giờ là ở nhà mình không có cái con gấu bông nào luôn. Dạ. Giờ có gấu bông rồi thì thấy sao? Thấy rất vui. Có lẽ ông trời cũng thương các bạn thiếu nhi Phước Minh, muốn các bạn ấy có được một khoảng thời gian vui chơi bổ ích và nhận được những món quà ý nghĩa. Nên sau gần 1 giờ đồng hồ trời đổ mưa như trút nước, thì chỉ còn là những hạt mưa rơi nhẹ nhẹ. Tranh thủ trời ngớt mưa, ban tổ chức chương trình cùng em đến trường đã nhanh chóng tổ chức trò chơi để các bạn thiếu nhi Phước Minh được vui chơi. Kế hoạch của chương trình sẽ là rất nhiều trò chơi dân gian được tổ chức. Nhưng do phải chạy mưa, nên ban tổ chức đã linh hoạt chuyển qua các trò chơi nhỏ ngay tại sân khấu. Dù không thể có được cơ hội vui chơi hết mình, thế nhưng với sự mong ngóng của các bạn ấy, thì bấy nhiêu đó cũng đã đem đến khoảng thời gian vui cười sảng khoái rồi. Sau khi mà đoàn tới đây thăm các bé thì thấy hoàn cảnh các em rất là khó khăn. Hôm nay đoàn tới đây với mong muốn là đem một chút quà để cho các bé có thể thuận tiện trong công việc tới học. Trong công việc học tập tới trường tìm con chữ để cải thiện cuộc sống sau này của các em, đồng thời là cho các em một cái có một mùa hè vui tươi hạnh phúc và an toàn. Mới đầu thì đoàn tới đây thì thời tiết nó không được thuận lợi cho lắm, đem ra đoàn rất là lo lắng. Tuy nhiên là sau khi mà thấy các bé nhận quà vui và đông như thế này thì đoàn rất là vui. Và đây là phần được các bạn ấy mong đợi nhất nè. Chúng mình biết không, trong chương trình cùng em đến trường có rất rất nhiều quà tặng ý nghĩa được trao tặng đến các bạn ý. Bởi tổng giá trị quà tặng những 60 triệu đồng lận cơ mà. Này nha, với các bạn trường trung học cơ sở Phước Minh, các bạn ấy đã nhận được 10 chiếc xe đạp và 100 quyển tập trắng. Món quà này dành tặng cho 10 bạn khó khăn học giỏi của trường trung học cơ sở Phước Minh với mong muốn việc đi đến trường của các bạn ấy trong năm học mới sắp tới sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Có được chiếc xe đạp mới của riêng mình, bạn nào cũng vui và hạnh phúc. Những phần quà này giúp cho em có thể đạp tới trường đi học mỗi ngày. Em cảm giác rất là vui và cảm ơn chương trình vì đã tặng cho em một chiếc xe đạp để đi học. Còn với các bạn học sinh trường tiểu học Lê Lợi, chương trình đã trao tặng 50 dụng cụ học tập, 200 phần quà bánh và 100 suất học bổng trị giá 100.000 đồng trên một suất cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ngoài ra, 10 bạn học sinh của trường còn nhận được bộ gốc học tập nữa đó các bạn. Mỗi món quà lần lượt được trao tặng đến tận tay các bạn học sinh khó khăn nơi đây chính là sự động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực để các bạn học giỏi, chăm ngoan trong năm học mới. Đây là anh bạn Huỳnh Văn Được, trường tiểu học Lê Lợi, một trong 10 bạn may mắn nhận được món quà là gốc học tập trong chương trình. Do hoàn cảnh khó khăn, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học, trong khi phải sống nhờ trong nhà của người thân, nên việc có một gốc học tập là chuyện mà bạn ấy chưa từng nghĩ đến. Vì thế, với món quà vừa nhận được, Văn Được đã có cho bản thân một gốc học tập hoàn chỉnh.
Chắc chắn rằng chiếc bàn ghế cùng cây đèn mới này sẽ giúp bạn ấy có được nơi học bài thoải mái hơn xưa. Em rất là vui hôm nay nhận được bàn ghế mới. Em cảm ơn thầy cô đã tặng quà này cho em. Bạn biết không, Phước Minh là một xã vùng sâu, có đông học sinh dân tộc thiểu số, hộ nghèo, khó khăn. Chính vì vậy, cơ hội để các bạn thiếu nhi Phước Minh được vui chơi trong ngày hè còn nhiều hạn chế. Việc trang bị đầy đủ cho các bạn khi bước vào năm học mới cũng không phải là chuyện dễ dàng thực hiện với các gia đình. Chính vì thế, chương trình Cùng Em Đến Trường vừa được diễn ra là một trong những hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc chung tay cùng địa phương thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi. Hôm nay, đoàn của huyện Bù Gia Mập cũng rất vui mừng được công ty Vietronics của Tân Bình đến trao những cái phần xe đạp để giúp các bạn đường xa hơn 10 km có thể đi đến trường. Đặc biệt là đối với xe đạp thì chúng tôi chọn là các em học sinh cấp 2. Để vì từ cái điểm này mà đi ra đến điểm trường học cấp 2 ấy, rất là xa, phải 12-13 km. Ngoài ra có những bạn phải đi trên 20 km thì mới đến được điểm trường. Và đối với những bạn khó khăn thì chúng tôi cũng trao tặng những cái góc học tập và những phần học bổng. Có thể nói đây là những cái phần động viên, tạo điều kiện cũng như là để giúp cho bà con nhân dân cũng như là các em thiếu nhi có thêm cái động lực để đến trường. Với các bạn thiếu nhi Phước Minh, chương trình Cùng Em Đến Trường đã đem đến niềm vui và nhiều món quà vật chất cùng tinh thần đầy ý nghĩa, đem đến điều hạnh phúc cho các bạn thiếu nhi Phước Minh khi nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm lo và bảo vệ của mọi người.